đang được làm những đâu nữa. Ok. Chỗ này ngủ. Chuyển người đây lâu vậy đó. Chị à, chị mới thôi. Một miếng to dữ sao. Châu cái cục mụn. Hồi nãy tưởng khách bình thường ngủ, tại vì khách ngủ cũng đi say á, là ngủ vừa đi chạy xe vừa ngủ luôn á, nguy hiểm á. Cây gì nào sạch thì khoảng Lấy ơi. Một nhà một cái máy bán cơm. Khóa cửa. Ai phát nước vào người nữa luôn à? Xem gì mà nó ghê vậy.
bay vô mắt vậy, vậy em thấy đường luôn. Tuần làng thì nó, nhưng mà lâu muốn nó thả luôn. Bóp thì còn ý nghĩa gì nữa, bóp thì họ vẫn đau nó. Có mấy mua sạch để cho nó làm nha. Lên nó nổi mũ à. Câu nữa nha, thôi ok bây giờ em hả? Sao chị?